What the hell? Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Mr. Dave. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video clip, đó là mình đã nuôi pet. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đi ghép pet coi thử là nó như thế nào. Wow. Ở đây đã có từng ai ghép pet chưa nhở? Mình sẽ kể cho các bạn nghe quá trình ghép pet của mình. Ngày này qua tháng nọ, có một người rất là đáng yêu, giống như một thiên thần. Ngày nào cũng nuôi pet của mình, hàng ngày chăm chỉ cho pet ăn. Thậm chí cả khi đang đi rửa tay, tẩm đang đi rửa tay, rửa mặt, cô ấy cũng chăm chỉ vào cho pet ăn, đúng không? Mình chăm chỉ cho pet, gọi là cho pet uống sữa đi. Uống 200 của tao nhưng mà thôi kệ. Kể cả khi cô ấy đang ngồi chờ chuyến bay cuối cùng, cô ấy vẫn vào cho pet ăn. Đúng vậy các bạn ạ, ngày nào cũng phải cho pet ăn cả, để mà mình sớm có một con pet mà nó... Đây, ăn tiếp đi mày. Ăn đấy. Kể cả khi đang đi ngủ, cô ấy cũng sực nhớ ra, chết mẹ rồi, phải cho pet ăn. Thế là cô ấy lại phải chạy vào cho pet ăn một lần nữa. Để nuôi được con pet này, cô ấy đã hao tâm, tốn sức rất là nhiều. Và đặc biệt, đó là tốn rất là nhiều kim cương. Ôi, sắp sáng rồi, cô ấy đang ráng phải lái chiếc xe máy cùi cà tàng cọc cạch của mình, chạy thật nhanh đi ra biển để câu cá kiếm tiền về cho pet ăn. Ui, sao mấy đứa kia nó có cái chiếc gì chạy trên đường ấy? Từ, ta đang làm cho pet ăn mà, đang câu cần câu lấp lánh, biết đâu ngày hôm nay mình sẽ câu được một con cá mini thật là xuất sắc. Đây nè, mua cần mini rồi nè. Ôi, cá như rồi, phải về cho pet ăn thôi. À dạ, thật mệt mỏi quá, đi làm cả ngày về thật mệt mỏi. À, mèo của mẹ, con đã tỉnh lại rồi à. Con hãy ăn tiếp đi nào, hãy ăn những món ngon thật là ngon để ngày hôm để con mau lớn nhé. Tốn của mẹ 20 kim cương đấy đồ ngốc. Đấy, còn con này, tao giảm 30 phút cho mày luôn, mày đừng uống sữa nữa. Cô ấy quyết định đó là mình sẽ đi xem xe chiếc xe ô tô ghẻ của mình. Mình sẽ đi cầm chiếc ô tô này để mình có tiền để cho pet ăn, bằng cách vào pet shop coi thử có gì mới hay không. Có cách nào để cầm đi chiếc xe ô tô của mình để mình có thể cho pet ăn được không nhỉ? Wow, chị gái, lấy cho em đồ ăn cho pet đi. Hộp thức ăn đóng hộp. Cái này cho pet ăn được không nhỉ? Đúng, tôi đang nghĩ đến chuyện cầm xe. Nghèo quá. Con ơi, lên đây ngủ ké đi con, nhà mẹ không có tiền. Cô ấy quyết định bỏ lại con thỏ đáng yêu của mình để đi về. Ở lại đi thỏ, mẹ không đủ tiền nuôi con nữa đâu. Ở lại thỏ, ở lại đi. Mẹ không đủ tiền nuôi con nữa đâu, con về đi. Đến giờ mẹ phải nuôi con pet khác rồi. Xin lỗi thỏ nha, mẹ phải về mẹ cho con pet khác ăn đây. Cô ấy quyết tâm để lại con thỏ ở chỗ nuôi pet, bởi vì cô ấy nghĩ đó sẽ là một căn nhà tốt hơn cho pet thỏ. Nhưng không, nó vẫn đi về nhà với cô ấy. Thật buồn. Lần này cô ấy lại đi về nhà, lại cho pet ăn, lại cho pet. Cô ấy mong một ngày là nó mau lớn. Wow, nó đã level 4 rồi. Và hình như là nó đã trưởng thành. Nó đã trở thành mèo Mỹ lông ngắn, quầy sâu luxury. Nhưng mà bây giờ mới là quá trình thực thụ, làm sao để mà nó lớn, lại cho pet ăn. Cô ấy quyết định vào đây ngẫm nghĩ về cuộc đời của mình. Liệu rằng mình nuôi pet như thế có đúng không nhỉ? Liệu rằng pet của mình nó có lớn không nhỉ? Cô ấy quyết định là sẽ cho con thỏ làm mồi cho con rắn. Ăn đi, ăn thịt con thỏ đi. Và chợt nhận ra là con rắn này nó sợ con thỏ. Cay thế nhở. 2000 years later. Ngày mà cô ấy mất đi cũng chính là ngày mà những chú pet trưởng thành các bạn ạ. Và thế là cô ấy quyết định không từ bỏ ước mơ của mình. Tuy đã trở thành hồ ma, cô ấy vẫn quyết định đi đến Plaza để ghép thú. Đây là ước mơ cả đời của cô ấy, là một bóng ma, là được đi ghép pet. Dù cho mình đã ngẫm cù đẻo. Trời ơi, đi đến nơi này, gió lạnh hiu hắt. Cô ấy bắt đầu sợ sệt, đi chậm rãi. Wow, không biết đến nơi này mình có thăng thiên luôn không nhỉ? Thật là khủng khiếp mà. Đây rồi, gã pháp sư già mập đi bdb bịt ấm bà lạ ấm bà lạ à là bà chắc. Ta cùng thiêu vũ như điệu mambo. 150 kim cương. Trời, cô ấy sốc, bởi vì tại sao đến thời điểm này rồi mà còn tốn 150 kim cương nữa. Cô ấy muốn khóc, tại sao đến bây giờ mà còn tốn kim cương là sao? À, tốn bao nhiêu kim cương này? 4 con linh thú đã được đặt vào, trong đó có một người chính là thư ký Kim. Và ngày hôm nay, giây phút của định mệnh,
Tin 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 ra một con xấu xí là cô ấy sẽ xỉu. Nhưng mà tại sao chỉ là màu xanh? Con này là cùi đúng không? Con này là cùi đúng không? Nhưng mà thì cái nó rất là dễ thương, rất là đáng yêu luôn á. Mèo Mỹ lông ngắn nhỏ, dễ thương quá à. Mèo hải tặc. Cô ấy quyết định đây sẽ là chú mèo đi theo mình từ giờ cho đến cuối cuộc đời. Bởi vì chú này tốn khá là nhiều kim cương cho cổ đó. Luffy nè. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết câu chuyện này. Ê mèo, mày đứng đây cho tao coi coi. Và lần này là mình đã mở ra một con mèo, đó chính là con mèo hải tặc. Rất là cute, đáng yêu. Và thực sự là nó tốn của mình khá là nhiều tiền. Nhưng mà it's ok. Nếu mà mình nuôi tiếp mấy con mèo khác thì mình sẽ làm tiếp tục cái skin cho này. Ê đây là, các bạn hãy nhớ theo dõi cái series ghép mèo này nha. Có khi là lần sau mình sẽ ra một cái con mèo khác xịn hơn á.